Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với cốc cấp audio chúng em Vâng, trước mặt quý vị và các bác đây đang là uh, chiếc chầm WeWood các bác nhé Chiếc chầm WeWood 260P các bác nhé Em đang đi, uh, em đang uh, quay ở phía bên ngoài của nó cho quý vị và các bác uh, cùng xem uh, Cái mặt bên ngoài của nó, hình thức bên ngoài của nó Đấy vâng và ở phía trước đây thì là e căng các bạn nhé ở phía trước đây thì là cái e căng của nó đây ạ à, phía trước đây là e căng của nó và ở phía trên này ở phía trên này thì à, quý vị và các bác à, quý vị và các bác có thể thấy đây là tem chính hãng của WeWork các bạn nhé tem chính hãng của WeWork à, và bảo hành cho các bác là một năm các bác nhé em bây giờ em sẽ tháo cái ếch căng của nó của nó ra cho quý vị và cho quý vị và các bác cùng xem và ếch căng của nó thì cực kỳ là chắc các bác nhé ếch căng của nó thì cực kỳ là chắc à Đấy. Ê căng của nó rất là xịn sò luôn các bác nhé Ê căng này thì nó sẽ ch chống cản bụi cho quý vị và các bác Thứ nhất chống cản bụi Thứ hai là chống những cái uh, va đập uh, không cần thiết đi vào trong bát này Đấy ở phía trước này, ở phía trước này thì quý vị và các bác có thể uh, thấy là đây là bát của nó, bát của nó thì uh, màu 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 này thì gọi là màu 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 xám, các màu xám xanh này, màu xám xanh. Với uh, chiếc trầm này thì rốn uh, nó các bác nhìn rốn nó cũng là màu xám xanh rất là lớn nha các bác nhé Màu xám xanh rất là lớn. Đường gân này của nó là đường gân um, cao su các bác nhé Đường gân cao su này thì dùng thì cũng chẳng biết bao giờ nó mới hỏng được. Loại này thì cực kỳ là bền các bác nhé Đấy. Và cái vành bên ngoài này này các bác này, cái vành bên ngoài này này. Đấy, cái vành bên ngoài này cái màu nó nó cực kỳ là sang và chất luôn đấy màu tím than các bác nhé màu tím than nó cực kỳ là chất luôn đấy, ở bên phía bên ngoài này thì màu đen các bác nhé màu đen màu đen vân gỗ này các bác nhìn này đây là màu đen vân gỗ nhé đấy, bây giờ em sẽ lấy cái kích thước của nó cho quý vị và các bác cùng tham khảo nhé 41 cm các bác nhé 41 cm ạ chiều cao 41 chiều cao 41 còn, chiều rộng uh, của nó chiều rộng của nó là 40 các bạn nhé chiều rộng của nó là 40 ạ chiều rộng của nó là 40 chiều sâu chiều sâu cũng là 40 quá um, chiếc trầm này chiếc trầm này bốn cạnh bằng nhau các bác ạ chiếc trầm này là bốn cạnh gần như xem xem nhau thôi à, bề ngang này bề ngang chiều sâu và xuống tức là chiều cao của nó là xem xem nhau 40 các bạn ạ à, một cái điều nó khá là trùng hợp à, đây em quay đi đằng sau lại cho quý vị và các bác đã cùng xem nhé Đấy, đây đây à, đây là WeWood 260p và dòng này thì được uh, các kỹ sư mỹ người ta đặt nhà máy các bạn nhé nó là hàng của mỹ được các kỹ sư đặt nhà máy tại Đài Loan để phân phối cho thị trường Đông Nam Á của chúng ta Đấy. 500W các bạn nhé 500W ạ à. Còn nguồn điện vào sẽ là nguồn điện là 220V đến 240V các bạn nhé Ở đây thì các bác có thể thấy là các bác chú ý dùng em nhé cái nút này Ở đây thì chúng ta có thể đánh đường dây canon vào luôn được các bạn nhé Đánh đường dây canon vào luôn được này Và đây là chúng ta cắm đường dây loa vào đây ạ, à. cắm đường dây loa vào đây hoặc là chúng ta cắm đường line, Đấy, chúng ta cắm đường line hoặc là chúng ta cắm đường sút vào đây thì đều được và đây là đảo pha của chúng ta, Đấy, đây là trình to nhỏ, đây là cắt cốt, các bác nhá, đây là cắt cốt và hôm nay thì chiếc trầm này em đang để giá hủy diệt cho các bác luôn các bác nhé À, giá này không phải là giá rẻ à, bình thường hay là giảm giá hay là thế nào mà đây nó là giá hủy diệt các bác nhé. Giá hủy diệt luôn. Chiếc trầm này em à, bên em đang để quý vị và các bác giá là 3 triệu 200 nghìn các bác nhé. 3 triệu 200 nghìn các bác không hề nghe nhầm đâu ạ. 3 triệu 200 nghìn một chiếc trầm như thế này các bác nhé. Đói, giá hủy diệt luôn các bác nhé. Bảo hành các bác 12 tháng ạ bảo hành các bác 12 tháng các bác nhé à, mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình à, đấy chiếc trầm này chiếc trầm 30 thì các bác có thể đánh ghép với lại những đôi loa bát 20 bát 25 hoặc là thậm chí là nằm 30 à, đấy. em sẽ có video em sẽ có video đánh ghép chiếc trầm này với lại loa Bát 30 để quý vị và các bác Cùng nghe và cùng tham khảo nhé Đấy. Với chiếc trầm này thì nó sẽ là Phù hợp các bác nhé Chiếc trầm này nó sẽ phù hợp và sẽ đáp ứng Cho gian phòng của các bác Rơi vào tầm khoảng độ 30 m vuông Trở xuống các bác nhé 30 m vuông trở xuống Thì nó sẽ rất là phù hợp và nó sẽ đáp ứng được Những cái nhu cầu nghe nhạc Những cái nhu cầu hát karaoke Của quý vị và các bác Đấy <laughs> Vâng chưa từng thấy một cái chiếc trầm nào mà hàng chính hãng và hàng của Mỹ nó lại có cái giá nó hủy diệt đến như vậy và hình thức bên ngoài thì thôi rồi luôn nó quá là đẹp luôn các bạn nhé hình thức bên ngoài nó quá là đẹp và quá là xịn sò luôn các bác đừng quên ấn đăng ký kênh ấn chuông để nhận những video và những thông báo những sản phẩm mới nhất từ bên cốc cốc audio chúng em các bác nhé bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video và những uh, sản phẩm mới tiếp theo ạ à.